cảnh báo thị trường chuẩn bị có những cái biến cố mới và đây là một trong những cái biến tích cực hay là tiêu cực thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay em và quý anh chị sẽ cùng nhau ngồi lại và đi bóc tách và chào mừng anh chị đến với kênh đầu tư cùng với QT Stock Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về phiên giao dịch đầu tuần. Thị trường có một cái nhịp giảm khoảng 7.55 điểm và đóng cửa vào 1088 trái ngược với lại trong cái phiên ngày thứ sáu tuần trước khi thị trường có những cái nhịp nhúng khoảng 15 điểm và kéo ngược lên trở lại tăng khoảng 7 điểm thì trong phiên đầu tuần ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta ngay từ buổi sáng chủ đạo là một trong những cái phiên bán và anh chị nhìn bên cái chỉ số của phái sinh đây là bên chỉ số của VN30 F1M thì nó giảm nó đó khoảng 9 điểm và nó giảm về ATC gây cho thị trường có một cái độ nhiễu và khoảng đó đó 2 giờ 20 á, thị trường bên phái sinh nó đạp một phát 6 điểm 2 và nó kéo luôn cơ sở từ những cái lúc giảm khoảng 2 3 điểm. Nó đạp một phát là bên cơ sở của chúng ta đóng một cái nến giảm cũng tương đối là gần 7 điểm. Thì với những cái phiên giảm điểm nhưng mà anh chị nhìn lại giúp em cái thanh khoản của thị trường hiện tại nó đang ở những cái mức cao hay là ở những cái mức thấp thì anh chị có thể để lại bình luận bên dưới giúp em nha. Rồi, thì anh chị nhìn qua những cái số liệu mà nó tác động trực tiếp với thị trường á là những cái ngành nào em? Đầu tiên em thấy những cổ phiếu trong những ngành ngân hàng, đặc biệt là Techcombank này. Ngày hôm nay giảm bao nhiêu? 2.5%, STB này, giảm 3.18%, MB băng này giảm 1.4% thì vô hình chung những cái ông ngân hàng này những cái ông vốn hóa lớn nó tác động trực tiếp với cái phần chỉ số và tác động trực tiếp với chỉ số bên phái sinh luôn. Thành ra anh chị thấy là thị trường ngày hôm nay mang cái tính chất là gì? Là bị điều chỉnh. Nhưng em thấy một cái tín hiệu quan trọng là có rất nhiều những cái cổ phiếu đang bắt đầu xuất hiện những phiên tích đáy và những phiên tích đáy này nó đang phục vụ cho một cái mục đích là kiểm tra cung cầu trước khi đi lên chứ không phải là một trong những cái phiên bô hay là một trong những cái phiên bull trap nên anh chị em mình đừng bỏ qua những giai đoạn thị trường tiềm cận những điểm có thể xuất hiện những cái dòng tiền xác nhận. Đây là một trong những cái mấu chốt cực kỳ quan trọng. Và để tìm hiểu hơn thì anh chị có thể dừng lại khoảng 3 giây ủng hộ em một cái nút like, một cái nút đăng ký kênh. Và ai chưa tham gia vào room cộng đồng, tranh thủ bấm bấm dưới bình luận, tham gia vào trong đó. Em sẽ cập nhật cho anh chị những dấu hiệu khi nào rủi ro và khi nào thị trường xuất hiện những cái điểm mua. Rồi, thì bên chiều hướng của nước ngoài, ngày hôm nay họ mua khoảng 40 tỷ trong phiên ngày thứ sáu là họ mua gần 400 tỷ nha anh chị. Ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta nó không đủ chiếc khấu sâu thì họ chỉ mua khoảng hơn 40 tỷ. Trong đó là có Hòa Phát họ mua gần 72 tỷ nè. VB Bank mua gần 32 tỷ nè. BVD mua 32 tỷ nè. SAB nè. À, VIC nè. Rồi họ bán ra là với SSI. À, đó đó khoảng giảm 3%, bán khoảng 47 tỷ. Còn với số liệu của tự doanh. thì với số liệu tự doanh trong phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi á thì cái giá trị của họ cũng tương đối rất là thấp anh chị nhìn từ khoảng ngày 20 tháng 1 đến thì thời điểm hiện tại thì những cái số liệu của tự doanh họ không đóng góp quá nhiều vì sao vậy vì họ đang chờ những cái mùa cơ cấu vào cuối năm gần như là gần cuối tháng 11 rồi anh chị họ sẽ có những cái sự chuyển biến về cơ cấu danh mục lại nên họ đang thống kê tìm ra những doanh nghiệp nào có sự uh, tăng trưởng trong đầu năm 2024. Về thanh khoản của thị trường ngày hôm nay em thấy thanh khoản thị trường ở cái mức tương nó rất là thấp. Nó đó 11.800 tỷ, nó thấp gần như là so với trung bình là nó thấp hụt khoảng 40% so với trung bình. Tức là bình thường là 100 triệu đi. Thì bây giờ chỉ có khoảng 6, 60 triệu thôi. Ví dụ về cái phần thanh khoản. Thì với những cái phần thanh khoản thấp thì thị trường đang nói cho chúng ta những cái vấn đề gì. Thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay, em và Quyến chị sẽ cùng nhau ngồi lại và đi bóc tách. Vân Index sắp có biến cố lớn và cảnh báo những anh chị nào mình đang cầm tiền hay đang cầm cổ phiếu mọi người cần phải xem cái buổi live ngày hôm nay nha. Rồi, thì là nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào cũng như là một cái lời chúc sức khỏe đến toàn thể những anh chị mình đang xem kênh của em và anh chị có thể ủng hộ em chắc một cái nút like một cái nút đăng ký kênh và một cái lời chào thân thiết để làm gì để mà chúng ta truyền một cái năng lượng truyền một cái à, một cái năng lượng để làm gì để mà phân tích thị trường sao cho nó cụ thể và chính xác nhất rồi để mình tránh mất thời gian của anh chị em thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích và chuyên sâu của thị trường À, ngày hôm nay thì em thấy có một cái vấn đề là thị trường tuy là giảm điểm nhưng mà anh chị nhìn những cái cổ phiếu chứng khoán những cái cổ phiếu bất động sản á, hầu như nó không xuất hiện những cái phiên bị bán tháo đúng không ạ nó không xuất hiện những cái phiên bị bán tháo khối lượng quá to đặc biệt là những cái ông ngân hàng thôi ví dụ anh chị nhìn giúp em nè đây là biểu đồ của VN-Index ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một cái phiên điều chỉnh và cái phiên điều chỉnh này cái thanh khoản của nó nó thấp đâu đó so với trung bình này cái cây trung bình của thị trường đây cái phiên ngày hôm qua là trung bình của thị trường 900 triệu mà ngày hôm nay thị trường của chúng ta ở những cái mức là bao nhiêu 595 triệu gần như là chỉ cao hơn trung bình so với một nửa thôi thì đây là một trong những cái dấu hiệu quan trọng và em chỉ hỏi anh chị là với cái phiên thanh khoản thị trường thấp như thế này thì tổ chức nó có ra được hết những cái lượng hàng của nó không anh chị nào mình nói có bình luận chưa có anh chị nào mình nói không bình luận chưa không em sẽ làm một cái khảo sát nho nhỏ để mà chúng ta cùng nhau đi phân tích với thị trường được luôn mà được không ạ? anh chị mình cùng em đi phân tích với thị trường luôn nha anh chị bình luận bên dưới hiện tại thị trường nó có khả năng bị phân phối ra hết trong một cái phiên 11.8 tỷ ngày hôm nay hay không hay là thị trường của chúng ta chưa phân phối được anh chị bình luận theo quan điểm và góc nhìn của mọi người và em sẽ đi tổng hợp lại và đưa ra từng cái ý kiến từng cái quan điểm nha. bình luận bên dưới giúp em nha anh chị nhá có hay không ạ à? Có hay là không anh chị? Bình luận, bình luận. Rồi, theo quan điểm cá nhân của em nha, với những cái phiên thị trường thanh khoản thấp như thế này thì nó đang báo hiệu là gì? Là những cái lực cung bắt đầu ít. Nhưng mà những cái lực cung này nó chủ yếu nó trào ra sau phiên chiều thôi. Và những cái dòng tiền mua, những cái dòng lực cầu thì họ chưa vào trở lại với thị trường. Nên anh chị thấy thị trường của chúng ta mang em cái thế dặn co. Cả ngày hôm nay thị trường dặn co và tuy là thị trường giảm điểm nhưng mà em thấy có một vài cái yếu tố tích cực. Một vài cái cổ phiếu nhìn như là BSI ngày hôm nay thanh khoản của nó ở những cái mức là 799.000, còn so với trung bình là bao nhiêu? 1 triệu 3, .000. rất là thấp so với trung bình. Hay là những cái cổ phiếu như là VND, ngày hôm nay tuy là nó giảm 3% nhưng mà cái khối lượng của nó khoảng 18 triệu 3 thôi, so với trung bình là bao nhiêu? 26 triệu. Tức là nó có một cái sự suy kiệt về thanh khoản ở đây. Và khi những cái cổ phiếu này nó suy kiệt về thanh khoản thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ nó đang bước vào cái quá trình hấp thụ trước khi đi lên. Tức là nó đang xây cho một cái nguyên nhân cho một cái kết quả là đẩy giá. Và quay trở lại với thị trường hiện tại khi thanh khoản của thị trường ở những cái mức thấp như thế này và trong phiên ngày thứ sáu ngày hôm qua ngày hôm thứ sáu phiên giao dịch trước đó thì anh chị thấy một cái bản chất là thị trường của chúng ta đạt 15 điểm nhưng mà những cái dòng tiền vào cuối giờ em nghĩ là không phải anh chị nhà tư nào mà cũng gan dạ để mà mình mua mà những cái dòng tiền đó đến từ đâu đến từ những cái tổ chức là chính và những cái tổ chức nào em có thể là tự doanh có thể là nước ngoài họ mua một phát 400 tỷ vậy những cái dòng tiền đó có lẽ là ngày hôm nay họ phân phối ra không ngày hôm thứ sáu vừa mua thì ngày hôm nay họ lại bán hết ra bởi, bởi một cái phiên như thế này em cho rằng cái quan điểm đó là chưa phù hợp mà bởi vì thị trường đang nằm trong cái xướng là mẫu hình gì anh chị mẫu hình lực cung tức là cái xu hướng bán nó vẫn nhiều hơn là cái xu hướng mua đúng không ạ cái xu hướng bán của thị trường nó vẫn nhiều hơn và họ không có nhu cầu để mà đẩy giá cao họ không có nhu cầu để mà giá đẩy giá cao nên thị trường nó sẽ có một cái tình trạng là đỏ nhiều hơn là xanh ngày hôm nay có một anh kia là gì thị trường tái phân phối Phiên ngày hôm thứ sáu thị trường đạp cũng kêu là tái phân phối và ngày hôm nay thị trường kéo lên cũng kêu là tái phân phối nhưng mà quan điểm em không phải. Vì anh chị dung để mà bước vào cái quá trình tái phân phối thì yêu cầu là gì? Phải bị bán với khối lượng cực đại, đúng không ạ? Hoặc là dao động rất là lỏng và nhiều lần break đỉnh không thành công. Nhiều lần break đỉnh không thành công và mở một cái gấp down này thể hiện là những cái lực bán nó trào ra thì đó gọi là mô hình gì tái phân phối. Còn hiện tại anh chị nhìn thanh khoản của thị trường ở cái mức thấp dừng đi, đúng không ạ? À? Thanh khoản của thị trường ở những cái mức thấp dần đi, chẳng qua là anh chị mình xem bản quá nhiều thì anh chị bị vào một cái tâm lý là gì? À, ngày hôm nay cổ phiếu tôi mất 2%, ngày hôm nay cổ phiếu tôi giảm 1%, anh chị nói là phân phối, nhưng nó chỉ là cái phiên test đấy thông thường của cổ phiếu trước khi nó bắt đầu nó đi lên. Thì đó là quan điểm cá nhân của em, và hiện tại thị trường nó vẫn đang nằm trong những cái quá trình gì? Hạ đỉnh, nó hạ đỉnh ngắn hạn về biểu đồ tuần nha. Em nói về biểu đồ tuần á, thì thị trường đang trong cái kênh xuống giảm, đây là một trong những cái kênh xuống điều chỉnh. Nó giống như là những cái kênh xuống này nè anh chị, đây nè, một trong những cái xuống điều chỉnh thì anh chị thấy là cái lực bán nó vẫn nhiều hơn những cái lực mua là những cái lực bán nó vẫn nhiều hơn những cái lực mua và khi nó xác nhận và nó phá được thì thị trường nó sẽ xây một cái xuống mới đúng không ạ nó sẽ xây một cái xuống mới hay là quá trình năm 2021 cũng rất nhiều anh chị à, để em lấy một vài cái ví dụ này đây là một trong những cái quá trình thị trường xuất hiện những cái pha điều chỉnh và nó xác nhận lên thị trường của chúng ta sẽ có một cái pha tăng tốc hay là những cái giai đoạn giai đoạn này cũng vậy nè anh chị dung nè đây là cái quá trình thị trường của chúng ta xuất hiện những cái phiên up test xuất hiện những cái phiên up test tức là những cái phiên bán tháo và nó có cấu trúc là gì lực cung hạ đỉnh hạ đáy nè đấy và sau đó nó có những cái dòng tiền vào xác nhận ở đây kéo lên và nó test lại mà nó test những cái điểm này nó không thủng nó test không thủng mà nó tiếp tục nó phục hồi đi lên thì đây là một trong những cái vùng hỗ trợ rất là tiềm năng một trong những cái vùng hỗ trợ cứng thì quay trở lại với bối cảnh của thị trường hiện tại thì đâu là cái vùng hỗ trợ của thị trường thì tem đánh giá là thì hiện tại cái vùng hỗ trợ của thị trường nó nằm sát bên dưới 1 trăm bao nhiêu 1078 10, 1080 này đây là một trong những cái vùng cầu tiềm năng khi mà nó nhúng về đây là chắc chắn sẽ có gì những cái lượng tổ chức họ vào họ đó nên là cho dù ngày mai á, thị trường của chúng ta nó có một cái quá trình là điều chỉnh hay là nó có những cái quá trình về tâm lý thì anh chị cũng phải bình tĩnh để mà mình có một cái chiến lược để mà xử lý về những cái phần danh mục của mình còn bây giờ em nghĩ là anh chị mình không nên bán tống bán tháo vì có rất nhiều những cái cổ phiếu đạt vào cái tiêu chí là no supply thì cái cửa trong một hai phiên tới nó xác nhận bùng nổ lên rất là cao thậm chí anh chị nhìn những cái cổ phiếu như là năm từ lim ngày hôm nay nó bật tăng trần ngày hôm nay cái điểm break cao một cái điểm phá vỡ của cổ phiếu và ngày hôm nay cũng là cái điểm mua nhưng mà nó bị một cái là nó mở gáp À, và cái con này nó hay bị một cái vấn đề là nó nổ lên, volume to nhưng sau đó nó quay lại nó test. Nên với những cái bối cảnh thị trường điều chỉnh mà nó nổ volume to như thế này thì uh, thật ra thì nó cũng chưa thuyết phục mình lắm. Ví dụ một cái cổ phiếu đẹp nó phải nổ khi cả cái nhóm này nó đồng thuận. Ví dụ ngày hôm nay năm từ đêm nổ, Đức xanh nổ, DG nổ thì sao ạ? À? Thì cái xác suất mà thị trường nó vào sóng nó sẽ rất là cao thị trường những cái cổ phiếu bất động sản này nó vào sống luôn sẽ rất là cao nhưng mà nó bị riêng lẻ đi tức là nó không có cái tính đồng thuận nó không có cái tính chất, tính chất chị em thì sao ạ à? thì cái xác suất của nó lên mạnh thì nó khó nó sẽ có những cái quá trình gì đi ngang thậm chí là điều chỉnh về đây rồi nó mới lên nó giống con gì em nó giống con SJC nó giống con SJC nè cái phiên này là SJC nó nổ hay là cái phiên này nó cũng là cái phiên nghiệp bùng nổ của nó là hai cái phiên này nhưng mà anh chị nhìn lại những cái cổ phiếu EDC đi nó đâu có nổ đâu đúng mà cái phiên này là SSC nổ mà ic đâu nổ phiên này SSC tăng trần mà ic nó đâu có tăng trần hay là anh nhìn nhìn con cây BC nè, giảm 1.12%. Phiên này ASC nổ. Ở phiên này nè, mà nó không nổ. Phiên này ASC trần mà con này nó không trần, tức là cái tính đồng thuận của nó không cao. Thì sao ạ? À? Thì những cổ phiếu này nó không phải là cái cấu trúc lên chữ V mà nó phải cần có một cái vùng hấp thụ ở đây. Tức là gì? Đây là một trong những cái cổ phiếu anh chị cho Finance theo dõi khi mà nó test đi nè, test lại nè, test đi test lại xác nhận với những cái vùng kiệt cung này. Ngày hôm nay tăng khoản của nó bắt đầu nó kiệt sau so cái phiên ngày thứ sáu là một trong những cái yếu tố quan trọng để bắt đầu cho một cái nhịp tăng giá mới vì tất cả những cái nhịp tăng giá bình vẫn phải bắt nguồn từ vùng kiệt cung. Đây nè, những cái vùng kiệt cung nè, sau đó anh chị thấy không? Kiệt cung nè, no supply nè, test cung nè, pivot nè, thì nó sẽ tăng lên rất là bền. Hay là anh chị nhìn những cái cổ phiếu như là GVR của mày nè. Trước khi cổ phiếu lên nó cũng có những cái vùng gì ạ? Đây, trước khi cổ phiếu lên nó cũng phải có những cái vùng gì? Kiệt cung, kiệt cung là gì? Là mất đi về những cái phần lực bán, không có những cái nhu cầu bán quá mạnh thể hiện là những cái phần thanh khoản của thị trường bắt đầu thấp nè và sau đó xác nhận lên nè nó kéo lên nó test lại và nó lại đi lên luôn thì đó là những cái vùng kiệt cung nhưng mà anh chị nhìn lại giúp em nè hiện tại hầu như những cái cổ phiếu này đang bước vào cái quá trình gì hấp thụ đúng không ạ à? hiện tại những cổ phiếu này đang bước vào cái quá trình hấp thụ thì đây chính là một trong những cái vùng tái tích lũy của nó sau này nếu như nó xác nhận lãnh lên thì đây chỉ là một trong những cái bàn đạp của nó vậy nếu như anh chị cứ nhìn nhận thị trường với góc độ là gì là bô nhìn nhận thị trường với góc độ là tiêu cực thì những cổ phiếu này cho dù nó có kéo lên tăng 15-20% anh chị mình vẫn không dám mua vì sao vậy anh thì mình ngại ngại gì ngại đây là bộ nhưng mà quan điểm em á là thị trường nó là một cái biến số nó luôn đúng và cái nào xác suất cao xảy ra anh chị mình cứ follow nó còn cái xác suất nào thấp thì sao ạ thì thôi chúng ta không đi theo nhưng mà chúng ta đi theo những cái dấu chân của người khổng lồ đi theo về những cái xác suất mà khả năng cao thị trường đó, nó nó đi theo đi theo ví dụ anh chị nhìn những cái cổ phiếu như DG đây là những cái pha dòng tiền nó vào dòng tiền nó vào thì anh chị nghĩ ở đây nó phân phối kết thúc chu kỳ được chưa theo quan điểm của em thì đây không phải là những cái vùng phân phối kết thúc chu kỳ. Và trong phiên ngày thứ năm nó bị bán xả ATC xả sàn, ngày hôm nay nó cũng bị bị điều chỉnh giảm bao nhiêu? 3.4%. Nhưng mà anh chị nhìn cái thanh khoản của nó bắt đầu gì có một cái sự suy kiệt đi. Với cái phiên ATC bị xả khoảng 37 triệu, nhưng mà cái phiên ngày hôm nay nó bị xả khoảng 12 triệu chính. Tức là những cái lực cung nó bị tiêu hao trong những cái quá trình giảm điểm của nó rồi. Thì cái xác suất những cổ phiếu này phải cần một cái vùng hấp thụ lại tương đối rất là cao. Chưa nói đến cái chuyện bô. Chúng ta sẽ không đi bàn về câu chuyện là thị trường tái phân phối hay không mà chúng ta sẽ đi bàn về câu chuyện những cổ phiếu hiện tại nó đang làm những cái vấn đề gì. Và anh chị nhìn những cái cổ phiếu như là gì? Như là SHS đi. Đây là một trong những cái cổ phiếu chứng khoán rất là nhạy với dòng tiền. Anh chị có thấy gì mà Đây là một trong gì anh chị? Anh chị biết đây là phiên nến gì mà đây là phiên ba gì? Phiên thanh ba gì, phiên thanh nến gì anh chị bình luận bên dưới giúp em nha. Anh chị nào mình đã được em chia sẻ về những cái khóa trước đó, bình luận bên dưới giúp em, đây là cái phiên nến gì? Đây là cái thanh ba gì ạ? À? Em sẽ đếm từ 1 đến 5. Anh chị bình luận chủ động tương tác nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là phiên gì anh chị? Đây là gì? Đây là No Supply Bar. Tức là gì? Không có những cái lực cung. No Supply. Supply là cung cấp nguồn cung. No Supply là không có những cái lực cung. Vì sao lại như vậy? Anh chị nhìn cái thanh khoản của nó nè. Ngày hôm nay thanh khoản 12 triệu so với trung bình là 32 triệu. Và so với cái phiên ngày thứ 5 là bao nhiêu? cái phiên ngày thứ năm là 28 triệu tức là trong cái quá trình của nó hai phiên gần ở đây nó bắt đầu nó mất đi cái, cái, cái phần lực về cái cái lực bán ra bắt đầu nó có những cái dấu hiệu về suy kiệt về khối lượng thì đây chính là một trong những cái mấu chốt để cổ phiếu bắt đầu bước vào cái pha nguyên nhân cho một cái kết quả đại giá đây gọi là một trong những cái vùng gì trading range là một trong những cái vùng mà gom hàng đó chị nó mặc khác đây là cái vùng giá vốn của tổ chức à, vùng giá vốn mới của tổ chức nha nhưng mà chúng ta cần phải chờ những cái sự xác nhận em sẽ lấy anh chị ví dụ nha à, đây là cái quá trình thị trường của chúng ta rơi đây nè, đây là cái quá trình thị trường của chúng ta điều chỉnh 200 điểm. Đây. Và cổ phiếu nó cũng bị điều chỉnh khoảng 30%. Sau đó thị trường hồi cổ phiếu nó cũng bắt đầu phục hồi lên. Nhưng khi mà nó hồi nó bắt đầu bước vào cái quá trình hấp thụ. Đây chính xác là quá trình hấp thụ của cổ phiếu. Quá trình hấp thụ của nó nè. Và sau khi nó hấp thụ thì anh chị sẽ thấy nó tạo một cái vùng biên đi ngang. Gọi là những cái vùng trading range. Là những cái vùng mà rơi về hỗ trợ bật lên kháng cự và rơi về kháng cự thì sẽ kéo xuống hỗ trợ nó lên sinh lên sinh và trước khi lên kiểu gì nó cũng sẽ có những cái vùng kiểm tra cung cầu đầy đủ gọi là gì những cái phiên test cung những cái phiên no supply và xác nhận bởi những cái dòng tiền vào đó và đây chính xác là cái vùng giá vốn của tổ chức nó lên cao thì nó sẽ đạp xuống mà rơi về những vùng phía dưới sau thì nó sẽ đưa một cái bàn tay nó đỡ những cái vùng này đó thì anh chị nhìn cái biên của nó là bao nhiêu phần trăm cái biên của nó nó sẽ có một cái sự thu hẹp đó khoảng 18% so với những cái quá trình bán tháo là bao nhiêu phần trăm 42%, nhưng mà cái vùng tích lũy của nó nó chỉ khoảng 18 đến 20% đổ về thôi. Đây là một trong những cái vùng việc gom hàng. Và anh chị nhìn lại giúp em những cái cổ phiếu như là SHS ở giai đoạn hiện tại nè. Anh chị nhìn cái biên của nó đi. Đây anh chị nhìn cái biên của nó nè. Trong cái vùng biên trung bình của nó bao nhiêu phần trăm? 17%. Đây là những cái quả SC của nó đúng không ạ? Selling climax của cổ phiếu đúng không ạ? Tức là những cái quá trình bị bán tháo và đây là một trong những cái pha phục hồi tự nhiên của nó gọi là AR là những cái nhịp phục hồi tự nhiên và đây là những cái điểm ST là những cái điểm secondary test sẵn tiền em chia sẻ chị một cái bí kíp đây là gì mẫu hình quýt cup đây là một trong những mẫu hình quan trọng và đây là cái quả sc selling climax là những cái quả bị bán tháo sau đó nó phục hồi giật ngược lên trở lại gọi là ar ar là gì là cái vùng này cái nhu cầu mua nó quá nhiều so với cái lực bán nó bị triệt tiêu những cái vùng bán tháo thì một cái lực đẩy nhẹ nó cũng khiến giá cổ phiếu tăng gọi là kéo lên ar và khi kéo lên ar nó có những nhịp gì quay trở lại về những cái vùng st gọi là secondary test và nó test đi test lại này ST này nó có thể nằm ở dưới hoặc nó có thể nằm ở trên đây hoặc nó có thể nằm trên đây bản chất nó là cái phiên kiểm tra gọi là ST nó linh sinh linh sinh linh sinh và tạo một cái vùng gì training range những cái vùng SC lên AR này và hiện tại những cổ phiếu nó cũng tương tự SC nè AR test ST nè thì cái đường đi của những cái thằng chứng khoán nó sẽ bước vào cái quá trình gì? hấp thụ hay là những cái ông như là bất động sản như đức xanh cũng như vậy các ông này sẽ bước vào quá trình là hấp tụ. và đây chính là một trong những cái nguyên nhân cực kỳ tốt để anh chị mình chuẩn bị một cái con sóng mới vì tất cả những cái cổ phiếu nó đi lên phải từ những cái vùng kiệt cung thì nó mới thể hiện được à tổ chức nó kiểm tra cung cầu cái lượng nó mới đánh chứ thôi nó đâu thế nào mà đánh nổ đây nè anh à, chị nhìn những cái vùng này kiệt cung mà rất là kiệt cung thì nó đi lên rất là nhẹ nhàng mà nó kéo bao nhiêu phần trăm từ những cái vùng này nó kéo khoảng nhiêu năm là bình thường vì sao vậy đây là những vùng kiệt cung của nó nhưng mà hiện tại chị nhìn đi bắt đầu nó có những cái sự suy kiệt đúng không ạ? Tích cực hay là tiêu cực? Anh chị tự cho em một cái câu trả lời bên dưới bình luận nữa mà. Còn bây giờ ông cứ nhìn đến thị trường là tiêu cực thì cho dù những cái cổ phiếu này gặp anh chị không đọc vị được đó là không nguyên nhân gì thì anh chị sẽ không giữ được. Giả sử anh chị đọc vị được a à, đây là nguyên nhân tích lũy thì cho dù nó có xuống này nè thì nó cũng bật lên vì đây là nguyên nhân tích lũy. Còn anh chị nói a à, đây là nguyên nhân phân phối đúng không? Nó kéo lên để tạo ra những cái quả gì? LBC -E. thì những cái điểm này sẽ là những cái điểm bán cho anh chị. Và lúc này thị trường của chúng ta sẽ đạp về bên dưới luôn. Đạp về đâu đó, đó khoảng 1037 lắp cái gáp dưới đây luôn. Đó là kịch bản xấu nhất của thị trường nếu mà xấu nhất của thị trường là gì? đây là những cái nhịp hồi phục, hồi phục chứ không phải tạo sóng, đây là những cái pha hồi phục thôi, gọi là những cái quả gì? BS, những cái quả BS, những cái nhịp phục hồi ngắn sau đó là nó tiếp tục nó rơi, gọi là những cái quả BS kéo xuống rơi, nhưng mà cái xác suất này em giá không cao, vì sao vậy? vì có rất nhiều những cái cổ phiếu nó phục hồi lên kênh trên như là hoa sen này, hoa sen, anh chị nhìn đi, nếu như đây là những cái quả hồi phục ngắn sau đó nó rơi thì cái xác suất mà nó, một khi đây là bôn nha, đây là buôn trap, giả sử trường hợp xấu nhất, em sẽ đi phân tích trường hợp tích cực và trường hợp tiêu cực giả sử đây là những cái nhịp buôn tráp đi thì sao ạ thì cổ phiếu nó phải tìm về những cái vùng phía dưới nó test lại ở đây một vài thời gian test đi test lại một vài lần trước khi nó bắt đầu nó xác nhận nó đi lên thì đây chính là một trong những cái những cái vùng gì? hấp thụ mới chính là một trong những cái vùng giá vốn mới nhưng mà để những cái cổ phiếu hoa sen mà nó rơi đó khoảng bao nhiêu phần trăm 16 phần trăm đây thì là một trong những sự kiện rất là kinh khủng đó chị không phải đơn giản mà để mà cổ phiếu nó rơi 15 16 phần trăm vì cái lực cầu ở đây vào rất là mạnh nè cái lực cầu vào rất là mạnh giá tăng khối lượng tăng thì em thiên hướng về kịch bản là thị trường của chúng ta sẽ bước vào cái quá trình gì quá trình cân bằng đi nghe đó và trong cái quá trình cân bằng đi ngang chắc chắn chỉ là gì nó sẽ có những cái pha trò sụp thậm chí ngày mai ngày mốt nó có những nhịp nhúng về một nghìn là bình thường nhưng mà đây là một trong những cái vùng cầu trước đó nó test đúng không thì cái xác suất nó phục hồi lên lại tương đối rất là cao đó nên là anh chị mình cần phải cho mình trang bị cho mình một cái gì cho mình một cái kiến thức cho mình một cái là một cái sự chuẩn bị chứ bây giờ anh chị thấy thị trường giảm 7 điểm anh chị kêu là phân phối anh chị kêu là bô thì em xin hứa anh chị nè những cái pha này anh chị bán sạch hết rồi anh chị không dám mua vì người nào nó cũng đè giá như thế này mà hay là những cái phiên này anh chị nhìn đi thị trường giảm 5 điểm đây nè giảm 13 điểm với cái phiên này nè. thị trường giảm 13 điểm khối lượng nó to anh chị kêu là phân phối thì chúc mừng anh chị anh chị mất luôn cái phần đằng sau đây chính là những cái phần ngon nhất của cổ phiếu này và những cái quả này là những cái quả sách cao những cái quả rủ để cổ phiếu bắt đầu bước vào cái pha tăng giá hình như được giúp em không ạ à? đấy thì với những cái cổ phiếu mà anh chị thấy là ngày hôm nay nó có những cái quá trình bị test khối lượng test lại một khối lượng bé lên anh chị ví dụ một vài cổ phiếu như là HDC đi đấy khối lượng nó bắt đầu bé dần đi thì đây là một trong những cái dấu hiệu quan trọng và nó rơi về những cái vùng nền của nó thì khả năng ngày mai mốt sẽ có những cái cú phục hồi ngược lên trở lại thôi hay là những cái cổ phiếu anh chị nhìn uh, Novaland đi ngày hôm nay nó nó cũng là có một cái phiên tết đỉnh thất bại bị bán ngược lại nhưng mà cái thanh khoản của nó nó không bị bán quá cao nó không có cái dấu hiệu mở biên mà nó cũng không có quá là gì quá là một cái sự hoảng loạn ở đây thì khi những cổ phiếu này nó không có cái sự hoảng loạn thì sao ạ? Thì xác suất mà những cái cổ phiếu này nó nó bước vào cái quá, trình cân bằng tạo một cái vùng một cái vùng nền, nó đi tới cái mô tiếp là nền trong nền nè, nền nè, nền, này. nền này, nó tạo một cái vùng nền cho nên rất là cao nó giống con gì? Giống con BDR. Ngày hôm nay giảm 3.1% nhưng mà em thấy nó vẫn bình thường anh chị không có vấn đề gì vì sao vậy vì những cái cổ phiếu này trên đây nó đâu có điểm mua đâu và nó rủi vậy chỉ là một trong những cái phiên kiểm tra lại nền khối lượng nó bé mà hình dung là mà đây là một trong những cái vùng nền trước khi nó lên nữa mà và trong cái bối cảnh thanh khoản thị trường nó thấp á, thì không thể nào mà những cái cổ phiếu này bùng nổ mà lên là gì lên chữ V thanh khoản thị trường bé mà lấy gì lên chữ V nên nó phải có những cái quá trình kiểm tra nó gọi là backup nó nó kéo lên tác xuống giật lên giật xuống ở đây trong một giai đoạn trong một giai đoạn dài cái đây là những cái vùng SOS của cổ phiếu đi giả sử đây là những cái vùng SOS là gì là cái dấu hiệu dòng tiền vào thì đây chính là những cái vùng BU tức là những cái vùng backup những cái vùng kiểm tra lại với những cái vùng kiệt khối lượng đây là một trong những cái mấu chốt cực kỳ quan trọng để cổ phiếu đi lên lấy ví dụ anh chị con gì lấy ví dụ anh chị con Nam Long đi 2021 em sẽ lấy một cái giai đoạn SOS và giai đoạn BU của cổ phiếu này đây nè anh chị thấy dòng tiền nó vào cuồn cuộn không đây là dòng tiền vào chứ chẳng lẽ nhỏ lẻ mua dòng tiền nó vào là đúng mà nhưng sau đó nó có những cái quá trình hấp thụ lại đây gọi là những cái quá trình hấp thụ và nó có những cái pha gì test đáy nè kéo lên nè rơi xuống nè test đáy nè đi ngang nè xác nhận và đây em gọi là BU gọi là back BU và từ cái vùng BU này cổ phiếu nó tăng bao nhiêu phần trăm từ cái vùng BU này cổ phiếu tăng bao nhiêu phần trăm 65 phần với những cái cấu trúc là ba nền tảng này một này hai này ba này xác nhận tăng 65 phần và trước khi lên kiểu gì nó cũng phải có những cái vùng gì kiệt quệ về thanh khoản nó có những cái vùng mất đi cái khối lượng gọi là kiệt cung anh chị đây chính là nguyên nhân cho một cái kết quả đẩy giá vậy anh chị nhìn lại giúp em cái cổ phiếu nam long hiện tại nó đang có những quá trình bị suy giảm về khối lượng đó mà khối lượng nó bắt đầu suy giảm và đây chính là một trong những cái vùng gì một trong những cái vùng hấp thụ của nó chứ không phải là phân phối anh chị nhìn ngày thứ năm ấy, nó đạp cho cái sàn ngày sáu kéo giật ngược lên ngày hôm nay có cái phiên kéo gần như là lắp lắp cái phiên upthart này thì đây là một trong những cái quá trình cổ phiếu vận động bình thường nó phải có những cái pha trò sụt chứ để làm gì để mà rung rủ nhà đầu tư nhưng sau đó cổ phiếu này bước vào cái quá trình kỳ cung thì nó sẽ có một cái điểm xác nhận để mà đi lên nó sẽ có một cái điểm xác nhận để mà đi lên giống như như đằng này có những cái điểm xác nhận này nên là mọi người cứ kiên nhẫn mà bình tĩnh chẳng có cái vấn đề mà em ơi thị trường phân phối hay không vì anh chị so sánh với cái bối cảnh vĩ mô hiện tại với tháng 9 đi nó khác nhau một trời một vực đây là cái bối cảnh gì tỷ giá tăng cao Fed nó có liên tục gì là giữ ở cái mức lãi suất cao và nó là gì trong năm 2030 tôi sẽ không hạ lãi suất giữ một cái mức lãi suất cao và dài hơn và lâu hơn đây là tháng 9 là khiến cho cái tỷ giá lên rất là cao lúc đó thì ngân hàng nước phải có những cái biện pháp là gì phát hành tín phiếu để làm gì anh chị để mà ngăn chặn ngăn chặn cái tình trạng là hút tiền từ cái thị trường liên ngân hàng về hút, ngăn chặn cái tình trạng đầu cơ tỷ giá của những cái thị trường liên ngân hàng nó phải hút tiền về và từ đó là gì thị trường chúng ta bị một cái cú bán tháo cục bộ đây là những cái quá trình bị bán tháo vì sao vì cái tỷ giá đô la tăng rất là cao nhưng mà hiện tại chỉ nhìn cái tỷ giá US, việt nam đồng trên usd đi đang đang ở những cái vùng thấp rồi nó bị điều chỉnh rồi và hiện tại dc nó đang ở những cái mốc là 103 so với cái lúc tháng 9 là dc ở 107 khác nhau một trời một vực rồi những cái mối cảnh về liên quan đến thông tin về scb thì sao ạ thì nó đã xảy ra trong quá trình năm 2022 bán tháo nè bán tháo nè bán tháo nè đây là gì đây là phản ứng tại chỗ luôn khi mà ra thông tin là thị trường nó phản ứng ngay nhưng mà anh chị thấy khi mà ra những thông tin xấu mà thị trường của chúng ta nó vẫn cân bằng lên thì đây chính là một trong những gì một trong cái thị trường một trong cái điều kiện tích cực vì nếu như tổ chức nó muốn sập thì nó lại lợi dụng những cái thông tin về liên quan scb nó đã bán tháo trong những cái phiên này rồi chứ nó không đợi giá ở đây đó là cái bản chất của những cái những cái tư duy của những ông lớn này nó phải ra thông tin xấu để mà hợp thức hóa cho cái vấn đề giảm của cổ phiếu nhưng mà ngày hôm nay thị trường nó ra thông tin là xấu đâu Và em nhận được một vài cái thông tin là có thể là từ đây đến cuối năm thì dường như là sẽ không có những cái thông tin quá tiêu cực về cái vấn đề về bắt giam Hình dung đó mà, nên là thị trường của chúng ta nó sẽ bước vào cái quá trình cân bằng Vì những cái vùng này những cái vùng trống thông tin thì sao thanh khoản của thị trường ở những cái mức rất bé nhưng cổ phiếu nó bắt đầu nó siết một cái vùng biên nó giống như một cái lò xo nó nén càng lâu thì nó sẽ bung càng mạnh hình dung được mà và ngày hôm nay anh chị thấy một một vài cái vấn đề là gì là nó đè những cái cổ phiếu ngân hàng để mà làm chỉ số như là BID nè một cái phiên test lại no supply khối lượng nó có một cái sự suy giảm ta đấy lần một lần hai lần ba và em đang rất mong chờ những cái dòng tiền vào những cái cổ phiếu này rất mong chờ những cái dòng tiền vào để làm gì ạ à? để cho nó kéo thị trường lên Nhưng đoạn gần đây thị trường giảm là do đâu do những công ngân hàng và cái phiên này thì nhìn giúp em này cái phiên ngày thứ sáu đây nè cái phiên ngày thứ sáu của thị trường là nó bị bán thanh khoản một triệu mốt đúng không ạ? Cái phiên ngày thứ sáu tuần trước trước á nó bị bán thanh khoản 1 triệu một và sau đó phiên ngày thứ năm là thị trường của chúng ta bị bán thanh khoản 940 triệu và ngày hôm nay thị trường điều chỉnh với thanh khoản 502 triệu tức là trong ba phiên bán tháo một hai ba cái lực cung bắt đầu nó bị suy thoái đi nó bị mất về cái lực cung nó bị triệt tiêu nó bị tiêu hao trong những cái quá trình giảm này anh chị thấy không ạ? À? Cái lực cung bắt đầu yếu dần đi thì đây là một trong những cái mấu chốt quan trọng và em gọi đây là cái phiên test đấy. Một cái phiên no supply test là những cái đáy này, test là những cái đáy này thì cái xác suất thị trường phục hồi lên nó cao. Có thể ngày mai nó có một cái phiên tích cung kéo nhẹ rồi ngày mốt cuối tuần nó có một cái điểm bùng nổ lên chẳng hạn. Nhưng mà để mà thị trường của chúng ta rơi về những vùng phía dưới thì em nghĩ là uh, cái xác suất nha, vì cái thị trường đó là cái thị trường biến số. Cái xác suất nó rơi về những cái vùng phía dưới đây tích lại thì mình giá nó không cao. Đó là quan điểm cá nhân của em. Vì sao vậy? Vì anh chị hình dung này chẳng may ngày mai nó ra những cái thông tin xấu về ngân hàng thì nó lại kích hoạt cái lực bán tháo nhưng mà hiện tại em đang phân tích dựa trên những gì chúng ta có sẵn những gì thị trường đang nói thì cái xác suất thị trường bước vào cái quá trình cân bằng đó đó một nghìn rồi một nghìn trên đây nè nó cân bằng trong những cái vùng biên này nó bắt đầu nó siết lại những cái vùng biên nó giống như đoạn này nè anh chị bắt đầu nó siết lại những cái vùng biên có những phiên no supply nè tết cung nè no supply xác nhận hình dung được mà và hiện tại thị trường của chúng ta nó cũng một cái mô típ như vậy đó và em thấy là thị trường mình là một cái thị trường nó mang tính chất là độ cơ cao á những cái thị trường khác như là bên Dow Jones nó, nó tăng rất là kinh khủng, Dow Jones nó nằm trên đỉnh đọc á. Dow Jones nó nằm trên đây nè anh chị. Đây, đây em lấy cho anh chị xem cái thị trường của bên Dow Jones này. À, đây anh chị chờ một tí nha. Thị trường của Dow Jones đâu rồi ta? Dow Jones này. Anh thấy không? Thị trường của Dow Jones nằm trên đọt á và những cái thằng mà thị trường gọi là những nền kinh tế số 1 thế giới rồi còn ai qua Mỹ nữa đúng không mà Trung Quốc bây giờ suy thoái rồi không qua Mỹ được ai qua Mỹ nữa Mỹ là một trong cái nền kinh tế số 1 thế giới mà nó tăng như này nó là những cái thằng khỏe nhất nền kinh tế thế giới mà nó còn phục hồi mạnh như này thì chẳng lẽ những cái nước khác không muốn lời hình dung được mà vì sao vậy vì cái chỉ số CPI vừa rồi ra là gì À, cái chỉ số về lạm phát á, nó thấp hơn so với dự báo đây là một trong những cái dấu hiệu quan trọng để mà trong năm 2024 phép họ không có siết chặt về lãi suất nữa họ không siết chặt về tiền tệ nữa thì sao ạ? À? một cái lượng tiền mới sẽ được bơm ra thị trường và thị trường chứng khoán là một trong những cái kênh nhạy với những cái dòng tiền thì sao ạ? À? thì thị trường chứng khoán nó vẫn đi lên và các lớp cổ phiếu cũng sẽ tự động mà đi lên hình dung được giúp em không ạ? À? rồi hay là một số cái thị trường anh chị thấy là bên uh, có SPX này. những cái thị trường mà chuyên về những cái mảng công nghệ mới có ở đây không ta DSI này hiện tại 103 anh chị đang cắm đầu xuống ở đây một trong những cái vùng hỗ trợ của nó mà đục dưới đây là thôi xong nó sẽ kéo về những vùng mà quanh 100 mà nếu như mà DSI mà nó lại về những cái vùng 100 dưới đây nè thì sao thì thị trường của chúng ta nó lại tăng tốc nó sẽ bắt đầu nó tăng tốc vì sao vì DSI và thị trường chứng khoán là hai cái tỷ lệ nghịch mà thị trường khoán tăng thì DSI giảm mà DSI tăng thì thị trường chứng khoán giảm nhưng mà hiện tại thì chị nhìn cái DSI đang trong xuống gì điều chỉnh đúng không ạ thì thị trường của chúng ta là một trong những thị trường gì nó tăng hình dung được với em không ạ đấy đây coi một số cái thị trường khác không biết có này không Nikkei Nikkei hai năm của Nhật Bản này cũng đang nằm ở những cái vùng trên đỉnh đọt rồi thì có thị trường của mình liên quan những thông tin SCB á Nasdaq này cũng nằm trên những cái vùng trên cao rồi S&P, Nasdaq đấy thì chúng tìm thấy là bản chất của thị trường ngày hôm nay là một cái phiên test đấy nó không có vấn đề quá rủi ro vì nó dùng những cái ông ngân hàng nó dùng ông ngân hàng đó mà nó 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 đè chỉ số là phục vụ bên phải sinh à, Chịu chị nhìn con liên vùng boswan này giảm 2.3 phần trăm tết là về những vùng nền của nó có lượng bé một cái phiên test đấy Citigar nó giữ giá rất là ok nè ngày hôm sau có cái phiên WhatsApp ngày hôm nay kéo lên thì những cổ phiếu này chỉ cần có kích hoạt dòng tiền nó đạt cái tiêu chí là kiệt cung này là anh chị nhưng mà nó đạt cái tiêu chí kiệt cung rồi mà nó không có dòng tiền nó không vào đó là một cái rất là rất là dở hơi của những cái ông tổ chức đánh bọn ngân hàng hiện tại anh chị nhìn trước khi lên nè, kiệt cung nè xác nhận nè đấy kiểu gì nó phải có có điểm xác nhận nó mới lên được nè trước khi lên nè kiệt cung nè xác nhận nè thì bây giờ nó có kiệt cung rồi mà nó chưa thấy dòng tiền vào xác nhận nè mà kéo thị trường đây gọi là kiệt cung này chỉ cần có những cái vùng xác nhận này thì thôi quá tuyệt vời luôn à đấy mời với băng mời với băng thì uh, nhìn chung những cổ phiếu đang rơi về những vùng hỗ trợ rơi về những vùng nền của nó thì mình cũng có xác xuất hồi thôi OCB của mày nè đấy những công ngân hàng này là những công bữa giờ mà làm cái tội đồ gây cho thị trường của chúng ta điều chỉnh nhưng mà để mà thị trường rơi thì những công ngân hàng nó phải rơi anh chị nhìn STB này hiện tại này nó giảm 3.2% quay về những vùng test đáy cũ chỉ cần nó giữ trên cái vùng đáy này mà có, có cấu trúc là hai đáy á đây nè đây là cái đáy một của nó nè kéo lên hai đáy nè đi lên thì sao thì thị trường chúng ta sẽ kéo về những vùng phía trên đó mà tích lũy khối lượng bán của nó ở những cái mức đều đều có lẽ là cuối năm á cuối năm thì nó đang cơ cấu em nghĩ là tổ chức tự doanh á họ đang dùng những cái thằng ngân hàng để làm gì để mà đè phái sinh anh chị nhìn cái volume này ngang 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 nó mà làm chỉ số phái sinh á công hôm nay giảm 2.5% nhìn à, chung những cái cổ phiếu này nó yếu vì sao nó thị trường lên á thì nó cũng lên nè nhưng mà thị trường chỉ cần chỉnh nhẹ thì này nó quay đầu về những cái vùng phía dưới này nhưng này nó còn rơi sâu hơn cái thị trường theo đây những quả trứng gà trứng gà thì né ra anh chị trứng gà đừng đừng có đừng có đụng vào nhé, trứng gà né chỉ đánh những thằng tennis thôi vb là rơi vào những vùng nền đó nếu như anh chị mình nhìn thị trường ngắn hạn quá thì hứa anh chị là không bao giờ anh chị giữ được hàng mình phải chấp nhận rủi ro ok thị trường này chỉnh tôi sẽ bị lỗ hai ba nhưng anh chị chỉ cần bám theo cái trend của thị trường bám theo cái trend của cổ phiếu thì mọi thứ đều được giải quyết hết VB này rơi là những cái vùng nền của nó nhìn chung thì ngày hôm nay em thấy nhiều cổ phiếu nó bị đè hơi rướng atc ví dụ như vnd nè bị đè hơi rướng atc nhưng mà cái khối lượng của nó cũng không quá to đấy đây là anh chị nhìn cái hình về biểu đồ này Xin AR kéo đến ST nó dùng dần dùng dần ở đây một khoảng thời gian đúng không ạ? Trong pha B mà. Pha B là cái pha tích lũy lại mà. Nè, đây là cái pha B. Còn đây là gì? SC. sao lưng lai mắt nè. Để em xóa bớt đây anh chị mình dễ hình dung. Em xóa bớt đây anh chị mình dễ hình dung nha. Đây là gì? Đây là SC đúng không ạ? Còn đây là gì? Đây là AR. AR. Và đây là gì? Đây là ST. Đây là ST và đây nó kết thúc cái pha A. Đây nè, cái điểm ST này nó kết thúc cái gì? Kết thúc pha A. Đó, cái pha đầu tiên ngừng lại cái đà rơi á. Pha A nó nó kết thúc cái và thì bắt đầu nó bước vào pha gì pha b đúng không mà thì pha b là những cái điểm gì những cái điểm dùng dặn dùng dặn đây nè lên nè chỉnh là lên nè chỉnh là lên nè chỉnh, chỉnh là lên chỉnh đó pha b là lên chỉnh lên chỉnh lên chỉnh lên chỉnh trước khi bắt đầu cái điểm rủ ở pha c rồi nó mới đi lên rồi đó. thì anh chị nhìn những cái khối lượng bắt đầu kiệt thì em không hiểu nó phân phối kiểu gì ở đây nè khối lượng bắt đầu kiệt là một trong những dấu hiệu quan trọng bí nè anh chị nhìn cái khối lượng bé không cực bé một cái nến gì một cái nến nô no đi mình ba ngày mới sáu kéo lên ngày mà cái phiên no đi mình ba và những cái cổ phiếu này cái trend nó đi lên rồi nó đang nằm trên những vùng kháng cự trên rồi đây là một trong những cổ phiếu khỏe nhất trong những ngành chứng khoán hiện tại có lượng bán bé 719 trăm nghìn ăn thu gì những này nó có thể nó tầm một vùng biên thậm chí nó có thể nó test lại cái đấy này nhưng mà gì nhưng mà cái xác suất nó phục hồi lên lại tương đối rất là cao vì nó đã có một cái trend rồi hình như mà nó đã có cái trend rồi cts này nè có lượng bắt đầu bé em đang canh lại những cái bọn chứng khoán mà mình bắt đầu mình sẽ ngưng nha fts nè anh chị nhìn đi bắt đầu kiệt quệ về thanh khoản chưa trời ơi đây là một trong những cái yếu tố quan trọng mà anh chị là bỏ qua anh chị kêu bô anh chị không thấy những cái phần thanh khoản à một cái phiên gì tích cung ở à, với tích cung mà một cái phiên tích đấy một tín hiệu no supply thanh khoản mất hụt luôn nè mất về thanh khoản nè đây là một trong những gì những cái vùng gì những cái vùng hấp thụ lại đó anh chị em trời ơi anh chị em lấy anh chị ví dụ nè à, lấy đại quá khứ đi nè à, trước khi lên nè trước khi lên anh chị thấy có những cái phiên gì no supply tích cung no supply pivot không đây là một trong những cái vùng gì một trong những cái vùng hấp thụ lại nó phải tạo một cái vùng một cái dãy một cái dãy thanh ba một cái dãy thanh ba no supply mà tích cung liên tục với những cái vùng thanh khoản kiệt sau đó xác nhận và từ những cái điểm xác nhận là gì nó đi lên luôn đúng không ạ xác nhận nó đi lên luôn nè sau đó bắt đầu nó rủ. anh chị nhìn sau khi nó rủ nó bắt đầu cũng có những cái phiên gì mất thanh khoản kiệt thanh khoản nè tích cung no supply tích cung tích cung nó kéo nó nâng cái nền lên cái nền nhỏ này nó lại kéo lên nó cái nâng cái nền nhỏ nó kéo lên lại nâng cái nền nhỏ đây sau đó có những điểm xác nhận đây chính là những cái điểm mua cho anh chị đó đó thì hiện tại nhìn cái khối lượng của nó đang bắt đầu vào cái pha b tức là cái pha gom hàng lại và thị trường sẽ chán nản đấy trong một hai tuần tới nó sẽ chán nản nhưng nếu như mà anh chị cứ chán nản với thị trường anh chị không chủ động mua thì sao ạ thị trường nó bước vào cái pha tăng trong nghi ngờ thì anh chị lại không có hề nhá mờ nè vừa rồi tăng 8% kéo lại giảm 3% bình thường thanh khoản của nó ở những mức thấp vẽ chặt sẵn này nó test lại thì nó mới đi được đi được đúng không làm gì mà không test mà lấy đi ored nè cực kỳ đẹp luôn hình như mà cực kỳ đẹp tích cung nè ở à, test đấy mà tết cung vin đi nè vít nè đấy cả dòng chứng khoán tại có một quá trình gì hấp thụ siết lại cái lực cung siết lại cái biên và đây là một trong những cái món chốt nó giống một cái lò xo nó nén càng lâu thì nó bung càng mạnh đó. thị trường em nó không có nhiều điểm mới đâu họ phát nè hầu lên kéo lại test đây là những cái điểm test của nó nha không xấu Hoa xem này test lại tính khoản nó bé. Nhìn chung em nghĩ sẽ tạo một cái vùng biên hấp thụ từ 20 đến 21. Nó đậu trên những cái đường trung bình 15-25 phiên mà. Trên nó vẫn trên tăng chứ anh bảo đây là trên rơi đúng không ạ? thì để mà anh chị đánh những cái cổ phiếu này thì anh chị phải có một cái sự kiên nhẫn và nếu như anh chị mình chưa tham gia room cộng đồng của em có thể tranh thủ bên dưới bấm vào bình luận tham gia bên đó thì em sẽ cập nhật những anh chị về cái kiến thức ví dụ thế nào những cái điểm gì à, những cái điểm sc những điểm ar và thế nào những cái điểm st và đâu là pha a pha b pha c anh chị vào bên dưới thì em sẽ có một cái sân chơi dành cho những anh chị này mình đam mê với phương pháp vsa tham gia vào đó hoàn toàn miễn phí không thu phí tranh thủ vào đó đi em sẽ duyệt anh chị luôn đấy thì ngày hôm qua thì uh, mình làm cái cái buổi video để mà hỗ trợ anh chị thì bây giờ room gần một nghìn người rồi chín trăm bảy mươi mấy người rồi chỉ còn khoảng hơn ba mươi người để mà tham gia thôi là full room nên anh chị em nào mình chưa tham gia vào room cộng đồng của em tranh thủ bấm vào bên dưới bình luận tham gia ngay để mà thị trường có vấn đề về rủi ro hay là có vấn đề gì đó em sẽ cảnh báo cho mọi người trong đó nha dầu khí là bsr bvs ngày mai kéo không? BVS ngày hôm nay kéo có lúc kéo gần 2% mắc kết phiên thì tăng 0.5 Nhìn chung nó là một cái phiên đi ngang thôi một cái phiên miếng động dần nó cũng không quá xấu đó bình thường đó chị BVD này dòng tiền vào tốt đợi giá tốt quá ví dụ ngày mai ngày mốt và thị trường giảm mà những cái ông dầu khí này không kéo là thị trường chúng ta nó sẽ ok hơn à, những ông dầu khí thì đi ngược pha với thị trường thị trường giảm thì những ông này tăng vì sao vì giá dầu tăng quá thì lạm phát mà lạm phát cái thị trường chứng khoán giảm mà giá dầu không tăng thì kiểu như là cái cái tâm lý đó. những cái ông dầu khí Việt Nam á anh chị anh dung là gì những công này không phải là đi thuần về về giá dầu mà những ông này là đi về những cái mảng dịch vụ thôi dịch vụ cho thuê giàn khoan thôi nên là khi mà giá dầu tăng á thì những cái này vẫn sẽ hưởng lợi có phải là không có lợi vẫn sáng lợi nhưng mà nó không phải là thùng dầu như là BSR hay là thùng như là những cái doanh nghiệp dầu khí bên bên thị trường chứng khoán Mỹ Đó. thì về những cái phần giá dầu thì hiện tại nó vẫn lanh quanh 74 75 đô thôi nha do năng lượng tái tạo thì vẫn chưa găng thua đâu BC1 này bắt đầu kiệt cung mà anh chị chờ đi những cổ phiếu này hai ba tuần nữa chúng ta quay lại nhá ANV test đấy nhìn chung những cái cổ phiếu thủy sản thì em đi qua lẹ luôn tại vì nó cũng không có gì nữa mà mình nói như quá nhiều sale nè những cái phiên test lại nó đang tạo một cái vòng cung À, một trong những cái vòng cung hướng lên là đủ mà đó thì nó ban báo những cái vòng cung có thể ngày mai là cái phiên tích cung của nó nhưng mốt một cái phiên tích cung tiếp rồi đó chờ chờ nó có cái điểm nổ ở đây thì sao nhưng mà những cái vùng volume to những cái giải volume to thì nó không lên được đâu dg của mày nè đó là những cái đường trung bình 15 phiên đó anh chị khối lượng nó là những cái mức bé xấu thì không xấu chỉ là gì nó cần hấp thụ dbg dtd của mày nè dbg để bây giờ hôm nay volume nó hơi đều đều nha những này kéo lên sáng chiều bị bán ngược lại nhìn chung giai đoạn này anh chị mình uh... Uh, cũng phải kiên nhẫn một tí những cô phiếu đang trong những cái vùng nền của nó Tác xuất hồi nó cũng cao cũng không cao đâu ETD này ta đẩy lại giảm bốn phần trăm ta đẩy lại DSG, DSG bắt đầu kia thanh khoản no supply này những cái này mà tạo vùng pin ngang nó phải cực kỳ ngon anh chị nha đừng có sợ thị trường trời ơi thị trường nó vẫn như vậy thôi chỉ có anh chị là mình tâm lý quá HDC ngày hôm nay ATC giảm ba cái phiên này cái phiên điểm nổ mua đẹp nhưng mà gì hàng về nó nó thứ sau hôm qua nó kéo hôm thứ sáu nó kéo hôm nay nó giảm ba phần tết là cái đấy nhưng mà khả năng ngày mai nó hồi cái trên nó có rồi con này khi nào nó gãy trên máy mới xấu khi nào nó đục vùng 33 đây thì nó mới xấu nha nó đục 33 thì mới xấu còn không thì nó cũng sẽ có những quá trình phục hồi lên nha nha này nha con này rơi sâu quá lên là cản à, nam long này nam long có một cái phiên ngày hôm nay tiền tốt thị trường chung chỉnh xui cái nó không đánh được à, nhưng mà những cái cổ phiếu này thì nó đang là những cái vùng sos em nghĩ nó sẽ siết vào cái vùng bu ở đây nè bu ở đây một khoảng thời gian nữa Đấy. nhưng mà nếu như ngày mai con này nổ lên nữa thì nó uh, nổ khoảng 8 triệu 10 triệu thì thị trường chúng ta chỉnh xong và nó sẽ lên vì sao vậy vì cái nhiệm vụ của những công tổ chức là nó lợi dụng khi nào thị trường cân bằng nó mới đánh khi nào thị trường an toàn nó mới đánh thị trường không an toàn là nó rủ nó rủ sau bắt đầu phục hồi lên đây là những cái quả tennis đây là những cái quả tennis nè anh chị đây thì bây giờ nếu mà những cái cổ phiếu này nó xác những nổ lên thì thị trường chúng ta nó sẽ ok hơn natalim này nổ này nhưng mà em nói là là những cổ phiếu này nó nó nổ mà nó không có dòng á bọn bất động sản cái chỉnh mà con này nó nổ không có dòng thì nó khó đi xa đây là cái phiên kích hoạt đó, mà nó khó đi xa thôi nên em cũng không mua ngày hôm nay Novaland là bắt đầu nâng đấy nè khối lượng nó bắt đầu bé ok quá trời luôn không biết anh chị mình thấy sao chứ em thấy được á chờ đi anh chị nhá EDC nè test đáy lại à, KBC này cũng vậy HSC nè con này view ngày mai nó kéo ngược lên tạo một cái tư thế squat nha con này ngày mai kéo ngược lên tạo một tư thế squat và những cái cổ phiếu này nó đã kích hoạt một cái pha rồi kích hoạt một cái nhịp tăng giá của nó là không phân tích quá nhiều nhé HSC tiếp tiếp đầu nhìn chung thì mình phải kiên nhẫn đạm lên BFC này kéo tiếp nè Đạm Cà Mau DGC DGC này, ok Đạm Phú Mỹ nè Đạm Cà Mau bọn đạm thì không chơi Bọn đạm thì không ăn thua đâu Bán lẻ nè Debaco DGD LC PTMGPS Nhìn chung thì em thấy giai đoạn này anh chị phải kiên nhận À hôm nay có những cổ phiếu dầu à, Cảng biển đánh là hh mới kéo quá 2-3% vậy Kéo 2 có lúc kéo 3% vót ngoài nè Nhưng mà nó hơi lỏng quá Những cổ phiếu này sáng nó mở gáp nó hơi lỏng đó. Thì có lẽ là ai đó phù mua á đẩy cái, 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 lực lên chứ nó không đi lên từ những cái vùng mà cái tạo nền nó không có điểm mua thì nó khả năng mai mốt nó cũng quay trở lại thôi và những cổ phiếu đầu tư công mày không thấy dòng tiền luôn OC7 này dòng tiền tốt nha những này khả năng đánh riêng lẻ nè hôm nay không để ý được con này tiếc nha dòng tiền vào tốt volume hơi to nha C4G, CI, CT là cái đấy nó khối lượng bắt đầu bé thị trường này này thị trường test đấy anh chị hiện tại là cái thị trường test đấy VCG đấy thì uh, nhìn chung là em tóm gọn với anh chị một vài cái vấn đề như sau Tóm gọn anh chị một vài cái vấn đề sau thì hiện tại thị trường chúng ta nó có cái phiên tức là cái đáy khối lượng của thị trường ở những cái mức thấp anh chị nhìn đi 502 triệu cổ phiếu thì mà để thị trường chúng ta mở biên rơi nữa thì nó khó mà cái xác suất thị trường phục hồi hay là nó cân bằng lại thì nó sẽ cao hơn và vì hiện tại thị trường là cái mẫu hình lực cung thì cái nhu cầu mua giá cao nó chưa có đâu nên nó sẽ chú yếu là nó đè nó đè gom giá rõ giá đỏ thôi làm cho nhà tư mình đảng thi nó bắt đầu nó kéo và đó là cái kịch bản tích cực nhất của thị trường còn nó với cái kịch bản tiêu cực nhất của thị trường trong những phiên sắp tới những cổ phiếu hàng tiếp tục rơi thì sao em thì nghĩa là thị trường nó sẽ tìm về những cái vùng uh, tết là những cây đó một nghìn bảy bảy ở đây nè tức là những cái phiên ở đây đó. thì để mà cập nhật những cái thông tin của thị trường thì anh chị có thể bấm vào bên dưới bình luận tham gia vào trong room cộng đồng của em thì em sẽ cập nhật anh chị khi nào là những cái tín hiệu rủi ro để mà anh chị mình hạn chế mình phô mô còn hiện tại em thấy thị trường đang bắt đầu siết lại cái biên và nếu như mà thị trường nó siết cái biên càng lâu thì đó chính là những cái cơ hội để anh chị mình mở một cái vị thế mới cũng như là đi một cái quy mô vốn sao cho phù hợp nha còn ngày hôm nay thị trường nó đè những cái cổ phiếu ngân hàng để mà làm chỉ số thôi Yeah. Đó là anh chị nào mình thấy thích cái kênh của em hoặc là thích cái phương pháp góc nhìn có thể ủng hộ em một cái nút like một cái nút đăng ký kênh để mà cùng cùng em đồng hành trong những cái buổi sắp tới để mà chúng ta sẽ lên một cái chiến lược giải ngân với thị trường khi thị trường có những cái điểm xác nhận nha yeah. và rất là vui rất là hân hạnh khi mà anh chị mình dành thời gian xem cái buổi livestream ngày hôm nay và chúc cả nhà buổi tối ngon nhất và cùng nhau chờ kỳ vọng thị trường ngày mai sẽ có những cái cú phục hồi đó xin chào tạm biệt cả nhà ai chưa đăng ký kênh nhớ dừng lại hai ba giây ủng hộ một cái nút like một cái nút đăng ký kênh nha anh chị mình đâu có mất gì đâu nhưng mà gì nhưng mà chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên và chia sẻ những cái giá trị khác xin chào và tạm biệt cả nhà